Chào tất cả mọi người nha, quay lại kênh với nhỏ của mình nha. Hôm nay mình buồn quá không biết làm gì, đi núi rừng á. Sáng sớm đi núi rừng coi có gà rừng đồ không, với lại chim, ổ chim với lại tổ ong rồi á mọi người ạ. Coi có, mình quay video cho mọi người cùng xem nha. Có một con chim trên cái cây này mọi người à. Nó mới bay ra mọi người. Mình tới mình coi thử coi có tổ không nha mọi người nha. Thường thường chim nó bay ra nó trên cây mà nó bay ra dễ hay nó làm tổ lắm mọi người à. Wow, con cái tổ nè mọi người ơi. Con cái tổ trên cây mà có một con chim nữa mọi người à. À chắc là chim cu rồi mọi người ơi. Mình quay lại cho gần nha mọi người thấy nha. Đó mọi người, có con chim cu trên này mọi người à. Để mình leo lên mình coi thứ rồi mình quay cho mọi người xem nha. Đó, bây giờ mình đang ở chỗ cây nè mọi người nè, bây giờ mình leo lên cây mình quay cho mọi người cùng xem nha. Giờ mình leo leo lên cây để mình quay nó. Giờ mình tắt video xíu để mình leo lên nhé, chứ mình quay mình không leo được nha mọi người nha. Đây tổ chim cu này mọi người à. Nãy mình mới leo lên có một con bay ra, chắc là một con kia nó bay ra rồi mọi người ơi. Mình quay cho mọi người xem nha. Đó. Có một con nó nằm đây, nó con này chắc nó cũng sắp muốn bay rồi mọi người. Mình không dám đụng vô, mình đụng vô mình sợ nó bay luôn. Thì nó đậu đây tí nữa mẹ nó về mẹ nó nuôi nó mọi người ơi. Coi à. Cất chim nó ỉ nè à. Mọi người thấy không, cái ổ chim nó làm đơn giản lắm mọi người, nó làm rơm chút rồi có mấy cọng dây cước nữa, mấy cái bông vậy thôi à. Cây này cũng nó nằm ngay chỗ nghĩa trang nên cũng ít ai qua lại, nếu mà nó nằm ở ngoài chỗ mà đường người đi rồi là người ta hốt nó rồi mọi mình quay vậy thôi. Nãy con mẹ trong, thấy con mẹ trong nó bay ra mình đi tới là mình biết nó có ổ ở đây rồi, tới cái gặp luôn. Có một con nữa, mình thấy nãy có một con nữa mà nó bay xuống dưới đất mà không biết nó bay đâu rồi. Lát mình xuống mình tìm thử coi có không, mình bắt mình bỏ lên cho nó ở trên đây luôn để nó bay xuống dưới chuột chồn rồi nó ăn mọi mình chỉ quay cho mọi người xem thôi chứ mình không có bắt nha mọi người nha. Bắt về mình không biết cách nuôi mà nuôi nó cũng chết mọi người. Con này mình còn con mình nuôi mình phải 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 xú cho nó ăn nữa. Bỏ miệng á, lấy gạo đồ bỏ miệng rồi mình nhai xong mình đút vô cái mỏ là mình xú cho nó ăn giống như chim mẹ nha mọi người. Khó nuôi lắm, không biết cách nuôi là nó chết liền. Rồi, bây giờ mình leo xuống nha mọi người nha. Đứng trên cây ở đây trên núi của mình mà ngay nghĩa trang nữa mình cũng hơi sợ sợ. Giờ mình leo xuống coi vậy thôi, mình leo xuống nha mọi người nha, để cho con mẹ nó về nó lấy tha mồi về cho con nó ăn. Mình leo xuống đó mình dừng, mình tìm cái con kia coi có, mình bắt mình bỏ lên cho nó luôn nha mọi người nha. Nên mình leo xuống là mình quay video mình nó khó quay. Mình leo xuống rồi mình quay cho mọi người xem nha, mọi người thông cảm cho mình nha. Đó mình leo xuống nè mọi người à. Mọi người mình để nó trên tổ nè. Giờ mình đi vòng vòng mình tìm nó coi có con chim kia không nha mọi người nha, để coi phải con chim con không hay là con chim, nãy là con chim mẹ luôn nó bay ra mọi người. Đây nghĩa trang nè mọi người, mình đi lên đây có một mình à, buổi buổi sáng mình đi lên đây có một mình à. Trắng ở trên này núi rừng không có người không,
mình cũng hơi sợ sợ. Thường thường á, chim cu á đẻ hai trứng nữa, hai con mọi người à, mà không biết nãy chim mẹ hay là chim con nữa, nó bay xuống. Mình đi vòng vòng mà mình tìm không thấy mọi người ơi. Tìm không thấy mọi người ơi. Bây giờ mình dừng video ở đây mọi người. Yêu mến mình thì mọi người đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.